Thưa quý vị, từ hôm nay 11 tháng 1 năm 2021, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ chính thức khai thác đường bay từ Cần Thơ đi Côn Đảo và ngược lại, với thời gian bay là khoảng 1 tiếng một chặng, tần suất 7 chuyến một tuần. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của hành khách trong bối cảnh nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào dịp lễ tết các đường bay của bamboo airways kết nối cần thơ thủ phủ miền sông nước với công đảo địa danh du lịch biển đảo nổi tiếng khu vực miền nam được kỳ vọng sẽ góp phần mang tới cho hành khách những hành trình khám phá du lịch thư giãn thoải mái thuận lợi và tiết kiệm trong thời gian khai trương Bamboo Airways sẽ giảm 50% giá vé chặn Cần Thơ-Côn Đảo cho khách đặt vé và bay trong thời gian từ ngày 11 tháng 1 đến 24 tháng 1 năm 2021 với hoạt động khai thác đường bay mới Cần Thơ-Côn Đảo Bamboo Airways đã nâng quy mô mạng bay tới Côn Đảo của hãng lên 6 đường bay với 5 đường bay thẳng trước đó đến Côn Đảo từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Các đường bay trên được khai thác bằng dòng máy bay Embraer 195 thế hệ mới có sức chở tối đa là 124 hành khách, bao gồm cả khoang thương gia. Ngoài ra, Bamboo Airways đã đưa vào khai thác phòng chờ hạng thương gia tại Công đảo. Đây cũng là hãng bay đầu tiên khai thác phòng chờ thương gia tại đây.